Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ bên ta, tin tức ngày 12 tháng 4 năm 2021 có nội dung chính sau đây. MC Quỳnh Chi khoe phụ kiện sẹo sau phẫu thuật ung thư tuyến giáp. Đọc dòng chia sẻ mới đây của MC Quỳnh Chi khiến nhiều người yêu mến cũng bất phần nào lo lắng, và mới đây người hâm mộ vô cùng xót xa khi nghe tin MC Quỳnh Chi bị ung thư tuyến giáp. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ hình ảnh vết sẹo lớn sau khi làm phẫu thuật cắt bỏ khối u xâm lấn. Và theo tìm hiểu thì nữ MC đi khám sức khỏe định kỳ phát hiện bản thân có tế bào ung thư tuyến giáp mới nhú đang xâm lấn mạch máu, để chữa bệnh cô phải làm phẫu thuật. Giờ tôi có cái sẹo như phim vượt ngục nè mọi người. Ngầu không, má tôi mới bôi nghệ để cho mau mờ sẹo. Lời chia sẻ kèm theo hình ảnh mới nhất của nữ MC này. Về hiện sức khỏe của 9X bắt đầu ổn định, vì không muốn mọi người lo lắng nên cô không chia sẻ nhiều về vết thương ở phần bình luận. Rất nhiều đồng nghiệp bạn bè đã vào gửi lời động viên bà mẹ trẻ, đáp lại tình cảm từ mọi người, cô không quên gửi lời cảm ơn. Và MC Quỳnh Chi sinh năm 1990 tại thành phố Hồ Chí Minh là cái tên khá nổi trong giới trẻ Việt. Cô được nhiều người biết đến ngay từ khi còn là người mẫu chụp ảnh cho khá nhiều tờ báo ten, và sau đó đã trở thành MC được nhiều người yêu mến. Từ tháng 2 năm 2012, cô kết hôn cùng doanh nhân Văn Chương, và tháng 8 năm 2015 thì cặp vợ chồng này chính thức đón con trai đầu lòng là bé Giai Phúc. Tuy nhiên, không lâu sau, cặp đôi tuyên bố ly hôn. Và sau khi đường ai nấy đi, Quỳnh Chi đã gửi đơn lên tòa án để giành quyền nuôi con. Và đầu năm 2017, nữ MC xinh đẹp tuyên bố đã thất bại trong việc xin nhận nuôi bé Gia Phúc. Chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân, 9X tập trung cho sự nghiệp cầm mic và kinh doanh riêng. Hiện cô có cuộc sống ổn định khiến ai nhìn cũng phải ao ước. Và đó là thông tin ngày 12 tháng 4 năm 2021. Và nếu anh em thấy thông tin này bổ ích thì đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ và một comment nhé. Tạm biệt anh em.